Anh chàng này vừa mới ra tù, tiểu sư tỷ của anh liền đưa cho anh chiếc thẻ đen quyền lực chỉ có duy nhất một cái trên thế giới, có thể rút tiền từ tất cả các ngân hàng trên thế giới. Đại sư huynh thì truyền cho anh khả năng y thuật tuyệt đỉnh của mình, có thể khiến người ta chết đi sống lại. Nhị sư huynh giao cho anh thanh kiếm uy quyền, có thể giết chết ma quỷ trên thế giới. Còn sư phụ thì tặng cho anh một chiếc nhẫn, tượng trưng cho thân phận tối cao của chủ nhân Long Điện. Cung tiễn Long chủ. Cung tiễn Long chủ. Ai ngờ anh chàng này vừa tạm biệt sư phụ và các huynh đệ, liền cầm theo chiếc thẻ đen quyền lực mà tiểu sư tỷ đưa cho, đi tới ngân hàng Hắc Kim làm màu, nhưng lại bị nhân viên phục vụ ở đây xem thường. Xin chào, cho hỏi bây giờ rút tiền thì có cần lấy số không? Xin chào. Lấy số đúng chứ, ra ngoài rẽ trái rồi đi thẳng 3 mét nữa, sẽ có một cái ATM của ngân hàng nông nghiệp, ta đó mà lấy số. Các cô có ý gì vậy? Ý gì sao? Ở đây là ngân hàng Hắc Kim, chỉ đón tiếp những người trong giới thượng lưu thôi, không tiếp kẻ nghèo và thằng nhà quê. Thật sự xin lỗi tiên sinh, anh muốn rút tiền phải không? Tôi có thể dẫn anh đi lấy số. Đi thôi, mời anh đi theo tôi. Chẳng biết nhìn người gì cả, cộng toàn bộ giá trị đồ từ trên xuống dưới cũng không quá 500.000. Kẻ nghèo như vậy mà cũng tiếp đón. Triệu tổng, Triệu tổng anh đến rồi. Tôi đang vội, đến để rút chút tiền. Vâng ạ, tôi sẽ đi xử lý cho anh. Cô tránh ra. Chị Hân Hân, vị tiên sinh này đang chuẩn bị rút tiền mà. Cô không nghe thấy Triệu tổng nói, anh ấy đang vội sao? Còn cô cút sang một bên. Vị tiên sinh này đến trước mà. Anh ta đến trước thì làm sao? Anh ta có tiền hay là có thân phận gì hả? Triệu tổng là khách hàng lớn của ngân hàng chúng ta đấy. Giám đốc điều hành của công ty niêm yết, một nhân viên mới đang trong thời gian thử việc như cô chịu trách nhiệm nổi không? Anh ta là giám đốc của công ty niêm yết thì có thể chen vào trước mặt tôi sao? Không sai, mỗi năm Triệu tổng đều gửi tiền vào ngân hàng của chúng tôi, tối thiểu cũng là 300 tỷ. Như vậy mới xứng là khách hàng lớn. Mà ngân hàng chúng tôi cung kính tiếp đón, chứ không phải lại nghèo hèn, cả đời chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy giống như anh. Triệu tổng chen vào trước mặt anh, đó là đang nể mặt anh đấy. Có thể nhường chỗ cho Triệu tổng thì đó là vinh hạnh của anh rồi. Anh định làm gì? Chỉ với số tiền mấy tỷ bạc thì đã khiến cô trở thành con chó trung thành của anh ta. Tập đoàn tài chính Hắc Kim dạy cô đối đãi với khách hàng như vậy à? Anh là cái thá gì mà xứng nhắc đến tập đoàn tài chính Hắc Kim? Thân phận của tôi các người không đoán được đâu. Tôi có thể nhắc đến tập đoàn tài chính Hắc Kim thì đó là vinh hạnh của bọn họ. Anh bớt chém gió đi, tập đoàn tài chính Hắc Kim là tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới. Với cái loại nghèo hèn như anh, ngay cả buộc dây giày cho tôi cũng không xứng. Còn ở đây ăn nói linh tinh. Tiểu Hà, ngân hàng Hắc Kim của các người, ngay cả một tên nghèo kết xác cũng tiếp đón sao? Có phải não có vấn đề rồi không? Triệu tổng nói đúng, đều tại tên tiểu tử này ăn nói hàm hồ còn không biết điều. Tôi sẽ đi bảo người đến tống cổ anh ta ra ngoài. Bảo vệ. Chị Hân Hân, nói thế nào thì vị tiên sinh này cũng là khách hàng của ngân hàng chúng ta. Cho dù vừa nãy anh ấy dùng từ hơi bất lịch sự thì cũng không nên đối xử với anh ấy như vậy. Cô im miệng đi, Tôn Nhã, tôi thấy cô có vẻ như không biết phân biệt tốt xấu rồi đúng không? Còn dám lên tiếng giúp cái tên nghèo này. Ngân hàng Hắc Kim chúng ta là tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới. Để một tên nghèo như anh ta vào đây, vấy bẩn địa bàn của chúng ta đã đành, còn dám gây chuyện ở đây, ngay cả khi tôi khiến anh ta trả giá cho việc làm của mình thì đó cũng là điều đương nhiên. Chị Hân Hân, chị nói có hơi quá đáng rồi đấy. Quá đáng sao? Tôn Nhã à, phiền phức mà anh ta gây ra, cô gánh nổi không hả? Em, đây chính là thái độ của cô. Không sai. Được lắm. Sao? Anh có ý kiến hả? Ý kiến thì không có. Có điều, được rồi, mau lôi cái thứ rác này ra ngoài cho tôi. Đúng rồi, rút thêm cho tôi 8 triệu. Làm nhanh một chút, tôi đang vội. Đợi 2 ngày sau dự án này thành công thì số tiền 30 triệu sẽ gửi vào ngân hàng của các người. Coi như đây là thành tích của cô. Cảm ơn Triệu tổng, tôi sẽ lập tức đi xử lý cho anh. Thấy chưa Hà Tô Nhã, thế nào mới là người trong giới thượng lưu? Thế nào mới xứng là khách hàng ưu việt được chúng ta tiếp đón? Triệu tổng đây, thường xuyên đến rút một chút tiền, sẽ bắt đầu từ 8 triệu. Hơn nữa còn đem lại nguồn thu nhập định kỳ cho ngân hàng của chúng ta với số tiền là 30 triệu. Còn anh ta thì sao? Với loại nghèo hèn như anh, đến đây có thể rút được bao nhiêu tiền? 50? 100? Tô Nhã à, tôi khuyên cô nên lau sáng mắt đi, có mắt nhìn một chút. Đừng cứ tỏ ra nhiệt tình, rồi lại người nào đến đây cũng chạy ra tiếp đón. Tôi có thể đích thân tới đây cũng đã để mà tập đoàn tài chính Hắc Kim các người lắm rồi đấy. Còn việc tôi muốn rút bao nhiêu tiền không liên quan tới cô. Kho bạc của ngân hàng các người hiện tại có bao nhiêu tiền? Cụ thể thì tôi không rõ, nhưng ngân hàng bình thường nhiều nhất cũng chỉ có 50 triệu tiền mặt. Ngân hàng Hắc Kim chúng tôi quỹ tiền tương đối lớn, cho nên thường dao động khoảng 1 tỷ 3. Rất tốt. Vậy thì 1 tỷ 3 đó tôi sẽ rút hết. Một tỷ bạc. Tiểu tử, cậu cũng mạnh miệng quá nhỉ. Đúng là người nghèo nhận thức kém. Tôi nói cho anh biết, cả cái Giang Thành cách đây 8.000 dặm, người có thể thốt ra câu 1 tỷ 3 cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy sao anh lại chắc chắn thế?
tôi không phải là một trong số đó. Anh là một trong số đó. Tôi thấy anh đang muốn giả vờ đến cùng phải không? Được, vậy tôi nói rõ cho anh biết. Tề gia ở Tô Thành này là gia tộc hào môn hàng đầu Tô gia. Toàn bộ tài sản còn chưa vượt quá 1 tỷ. Nên cả cái thành phố này, người có thể huy động được 1 tỷ 3 chỉ có Thương gia Thương Vạn Thành. Và cả nhân vật Châu Khởi Lâm của Tọa Sơn Hồ. Tiểu tử, tôi hỏi cậu, cậu là Thương Vạn Thành hay là Châu Khởi Lâm vậy? Đều không phải. Nhưng cho dù là bọn họ nhìn thấy tôi thì cũng đều phải cúi đầu. Đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Tiên sinh, hai vị mà vừa rồi anh nhắc đến đều là những người có tên tuổi vang dội trong thành phố này. Anh không nên nói như vậy. Không sao, tiểu tử, Tương Tổng và Lâm Lão Gia đều là những thủ lĩnh giang hồ của cả Tô Thành này. Cậu ở Tô Thành lại dám lôi hai người họ ra để đùa giỡn. Tôi thấy đường sống của anh sắp tận đến nơi rồi. Vừa hay tập đoàn Tương Thị và công ty chúng tôi cũng có một chút quen biết qua lại. Cậu có tin, tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại liền có người đến xử lý cậu không hả? Không cần phải nhờ vả tới anh. Bây giờ tôi lập tức gọi hai người họ qua đây ngồi chơi. Châu Khởi Lâm là tôi đây. Tôi cho anh nửa tiếng, dẫn theo Thương Vạn Thành đến ngân hàng Hắc Kim ở Tô Thành gặp tôi. Vâng vâng vâng, Long chủ, tôi sẽ lập tức qua đó ngay. Mau liên lạc với Thương Vạn Thành, chuẩn bị xe đưa tôi tới ngân hàng Hắc Kim ở Tô Thành lập tức. Được, rất lợi hại, lợi hại. Tôi bây giờ bắt đầu hoài nghi là não của cậu có vấn đề hay là chuyện này thật sự là thật. Triệu Tổng, đừng lãng phí thời gian với cái tên nghèo này nữa. Sao cô có thể nói người ta là kẻ nghèo hèn chứ? Người ta chỉ cần mở miệng nói một tiếng thì có thể rút được 1 tỷ 3 tiền mặt. Còn nói Tương Tổng và Lâm Lão Gia, thậm chí cả tập đoàn tài chính Hắc Kim đều phải cúi đầu trước cậu ta. Triệu Tổng, anh đừng ở đây nghe anh ta nói nhảm. Lời nói của anh ta sao có thể tin được chứ? Tôi đâu dám không tin. Nếu như vậy thì ngân hàng Hắc Kim ở Tô Thành chúng ta chính là đặc biệt mở ra cho anh ta. Với loại người có máu mặt như này, thể diện này tôi đâu dám không đưa. Ngân hàng này thực ra là tập đoàn tài chính Hắc Kim thành lập nên để phục vụ cho những người trong giới thượng lưu. Nhưng với loại người như anh ta, cũng xứng ngang hàng với các nhân vật có máu mặt đó sao? Đúng là vơ đũa cả nắm mà. Không biết lấy ở đâu ra cái thẻ đen kỳ lạ này, tâng bốc bản thân quá đà rồi. Đã nghèo lại còn thích nói dối. Thẻ đen quyền lực. Đây chẳng phải là thẻ VIP khách quý 7 sao của ngân hàng Hắc Kim chúng ta sao? Giám đốc Ngô, thật sự xin lỗi, chiếc thẻ này là của cái tên nghèo kiết xác không biết điều kia. Tôi đang định đem nó ném vào trong thùng rác, không ngờ anh lại đến rồi. Bây giờ tôi lập tức. Cô nói gì cơ? Chiếc thẻ hỏng này là thứ rác rưởi của tên nghèo kia. Im miệng. Chiếc thẻ đen này là chiếc thẻ đặc biệt 7 sao của ngân hàng Hắc Kim chúng ta. Cô dám coi nó rác rưởi đem ném đi sao? Sao cái này có thể là thẻ đen 7 sao được chứ? Cô tránh ra. Tiên sinh, thật sự xin lỗi đã khiến ngài có trải nghiệm không tốt ở đây. Chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Tiếp theo đây sẽ do tôi đích thân phục vụ cho ngài. Sự ra đời của tập đoàn tài chính Hắc Kim chính là vì để đối đãi thật chu đáo với khách hàng mới có thể được khen ngợi. Một bước phát triển vượt bậc. Xem ra bây giờ các người hình như được đà lên mặt rồi đúng không? Đây thực sự là sơ suất của chúng tôi. Thành thật xin lỗi. Vậy nếu như hôm nay tôi không lấy chiếc thẻ này ra, không phải là khách VIP của ngân hàng Hắc Kim các người, vậy thì có phải sẽ bị bọn họ chen ngang, bị bảo vệ của các người bắt giữ, hoặc là bị cưỡng chế lôi ra ngoài? Đều là do tôi đáng đời phải không? Không phải đâu, thật sự không phải vậy đâu tiên sinh. Suy cho cùng thì ngân hàng Hắc Kim các người chỉ tiếp đãi những người có tiền thôi. Còn tôi chỉ là một tên xét từ trên xuống, cũng không quá 500.000. Là tên nghèo chỉ xứng cút ra ngoài rút tiền thôi. Không phải như vậy đâu tiên sinh. Ngài bớt giận, lời nói của bọn họ không thể đại diện cho ngân hàng Hắc Kim chúng tôi. Bây giờ tôi sẽ gọi người xử lý bọn họ ngay lập tức. Bảo vệ. Đừng mà giám đốc Ngô, sao anh ta có thể là khách VIP của chúng ta chứ? Anh nghe tôi giải thích đi. Tránh ra. Đợi đã, tôi có lời muốn nói. Tôi biết chiếc thẻ đen cao cấp của ngân hàng Hắc Kim các người. Cả Tô Thành này tổng cộng chỉ phát hành 2 thẻ. Thẻ thứ nhất nằm trong bộ sưu tầm của người giàu có nhất Tô Thành này. Thẻ thứ hai thì không rõ thân phận của chủ nhân chiếc thẻ. Chủ nhân của chiếc thẻ đen thứ hai bây giờ đang đứng ở đây rồi. Giám đốc Ngô, e rằng anh nhìn nhầm rồi. Chủ nhân của chiếc thẻ đen tuyệt đối không thể là anh ta. Cho dù là tôi, một phú hào giàu có ở Tô Thành này, muốn có được một chiếc thẻ đen 7 sao của tập đoàn tài chính Hắc Kim cũng khó như lên trời. Cho nên là một khi đến tay thì sẽ bảo quản nó rất nghiêm ngặt. Không có gì ngoài các phú hào quyền lực. Nhìn chung thì cả Tô Thành này e rằng cũng chỉ có Tề gia của kinh đô này và Long Thần trong truyền thuyết. Chỉ có hai người quyền lực này mới có đủ tư cách nhận được hai chiếc thẻ đen này thôi.
quan sát tên tiểu tử này. Dù cho anh ta có thân phận như vậy, vậy tại sao lại ăn mặc quê mùa như thế? Đừng nói anh ta trẻ tuổi, nên độ hiểu biết còn kém, đích thân đến quầy để rút tiền. Nếu như anh ta thật sự là người có máu mặt, thì sao phải phiền phức như vậy chứ? Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được giải quyết ổn thỏa rồi, cho dù anh ta khiêm tốn. Nhưng ban nãy anh ta nói sẽ khiến cả tập đoàn tài chính Hắc Kim phải cúi đầu, lại còn làm phiền tới Tương Vạn Thành, Châu Khởi Lâm. Đúng là cái đồ nghĩ gì nói đó, không kiêng nể ai cả. Trừ phi anh ta thật sự là người có máu mặt trong giới thượng lưu. Nếu không, theo như tôi thấy, thì anh ta chỉ là đang lè thiên hạ mà thôi. Vị tiên sinh này, cho hỏi anh có tiện tiết lộ một chút về thân phận thật sự của mình không? Giám đốc Ngô, chuyện đã đến nước này rồi, anh cảm thấy anh ta có dám nói thật không? Từ đầu đến cuối, hắn ta chỉ toàn đang khoác lác mà thôi. Đủ rồi, vị tiên sinh này nếu đã có được trong tay chiếc thẻ đen của chúng tôi, vậy anh ấy đương nhiên là khách VIP của ngân hàng chúng tôi. Còn anh, phải chịu trách nhiệm với những lời mình vừa nói. Giám đốc Ngô, vậy nếu như tôi nói chiếc thẻ đen này là giả thì sao? Giả sao? Không sai, giám đốc Ngô, anh hãy nhìn kỹ đi. Số hiệu ở trên chiếc thẻ đen này là 001. Nếu như chiếc thẻ này là thật, vậy thì chứng minh chiếc thẻ đen này là chiếc thẻ số 1. Nhìn chung cả Tô Thành này còn có ai có được danh hiệu như này chứ? Theo như tôi biết, thì tên tiểu tử này đã làm giả một chiếc thẻ đen đến đây để ra vẻ. Giám đốc Ngô, mặc dù tôi cũng không phải là khách hàng VIP của tập đoàn tài chính Hắc Kim các người, nhưng dù gì cũng là nhân vật có tiếng tăm ở Tô Thành này. Giả dụ như anh vì cái tên giả mạo này mà đuổi tôi ra khỏi đây, anh không sợ danh tiếng của ngân hàng sẽ không giữ được sao? Đến lúc đó vị trí giám đốc của anh có còn giữ được hay không đây? Vị tiên sinh này, cho hỏi anh có thể đưa ra bằng chứng về danh tính thật của chiếc thẻ đen này không? Đương nhiên là được. Thú vị, nếu anh ta vẫn còn giả vờ. Giám đốc Ngô, anh mau đi lấy máy đọc thẻ của ngân hàng ra đây để quẹt cho anh ta. Để tôi xem. Anh có dám quẹt không? Tôi có gì mà không dám quẹt chứ? Được giám đốc Ngô. Còn không mau lấy máy đọc thẻ ra đây cho vị khách quý này của chúng ta. Đi, lấy máy đọc thẻ khách quý thường dùng đem qua đây. Vâng. Không biết sống chết. Tiên sinh, anh không nên đôi co với họ mà đồng ý quẹt thẻ. Ngộ nhỡ thẻ của anh bị điều tra ra thật sự là giả, thì tập đoàn tài chính Hắc Kim nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm, hậu quả sau đó anh không gánh nổi đâu. Không sao, tiên sinh à, tôi không đùa giỡn với anh đâu, hậu quả thật sự rất nghiêm trọng. Anh còn trẻ, không cần thiết phải vì một sự khiêu khích nhất thời mà phải trả cái giá đắt như vậy. Chỉ cần anh nỗ lực sau này nhất định sẽ có cơ hội tiến cao hơn. Không cần phải vậy. Từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn đứng trên bọn họ. Sắp chết đến nơi rồi mà còn vẫn cứng miệng được hả? Đợi một lát nữa thẻ của anh, nếu như đọc không ra thì đừng quỳ xuống cầu xin chúng tôi tha cho anh. Nếu như đọc được ra, vậy thì tôi sẽ làm con chó trung thành của anh. Anh sai tôi làm gì thì tôi làm đó. Được, quẹt đi tiên sinh. Tự tìm đường chết. Cái này, đây là Tô tổng, chiếc thẻ 001 xuất hiện rồi. Ở đâu? Ngân hàng Hắc Kim ở Tô Thành. Sự xuất hiện của chiếc thẻ đen 001 là chuyện rất trọng đại, lập tức thông báo cho giám đốc với tốc độ nhanh nhất, chạy tới ngân hàng Hắc Kim ở Tô Thành. Ngoài ra, đem thông tin này báo lên tổng bộ toàn cầu. Tô tổng, việc này có hơi quá không? Cô còn không rõ à? Hàm ý của con số đó 001 không hề biểu hiện cho dãy số mà ngân hàng Hắc Kim phát hành ra. Vậy là gì? Trước lúc tập đoàn tài chính Hắc Kim thành lập, chưa hề trở thành lực lượng quốc tế lớn nhất. Lý do có thể đạt tới thành công như ngày nay đều dựa vào một người, đó chính là chủ nhân của chiếc thẻ đen 001. Thân phận của anh ấy rất bí ẩn, cũng chính vì một tay anh ấy sáng lập lên tập đoàn tài chính Hắc Kim lớn mạnh. Hàm ý của số hiệu đó là địa vị độc nhất vô nhị. Nếu có yêu cầu thì cả tập đoàn Hắc Kim sẽ phải phục vụ cho anh ấy. Còn tôi từ rất lâu đã muốn gặp anh ấy một lần. Xe chuẩn bị xong chưa? Đây là chìa khóa xe của cô. Đây là... Xem ra chiếc thẻ của khách quý này quẹt không ra rồi. Quẹt lại lần nữa. Giả thì chính là giả, làm thế nào cũng không thành thật được đâu. Quẹt thêm lần nữa thì có thể giải quyết được gì chứ? Tôi thấy anh nên nghĩ kỹ lại đi. Lát nữa nên cầu xin thế nào? Giám đốc Ngô, anh còn do dự gì vậy? Chẳng lẽ anh định quẹt thêm lần nữa chứ? Nói không chừng có chỗ nào đó xảy ra vấn đề. Vấn đề liên quan tới khách VIP không được quyết đoán bừa bãi, nhất định phải cẩn thận, không thể đọc được dữ liệu. Giám đốc Ngô, vẫn không quẹt được ra đúng chứ? Hay là anh quẹt lại lần nữa đi. Không cần nữa, chiếc thẻ này là giả. Anh có gì muốn giải thích không? Tôi có thể chắc chắn rằng chiếc thẻ này không có vấn đề. Vậy ý của anh là cái máy này của ngân hàng chúng tôi có vấn đề? Cũng có thể là quyền hạn của các người không đủ. Máy đọc dữ liệu không có vấn đề, điều này tôi rất rõ. Còn về việc quyền hạn mà anh nói, phàm là khách VIP của ngân hàng Hắc Kim chúng tôi,
chiếc máy đọc dữ liệu này đều có dấu quyền hạn, trừ phi đẳng cấp của anh cao hơn 7 sao. Đương nhiên điều đó không thể nếu anh không đưa được ra một lời giải thích phù hợp. Vậy sau đây chỉ có thể phiền anh phối hợp một chút. Người đâu? Đó là Tương Gia Tương Vạn Thành. Còn cả Châu Khởi Lâm Lâm lão gia và cả người phụ trách tập đoàn tài chính Hắc Kim, Tô Như Yến Tô tổng. Tập phim hôm nay tới đây thôi, các bạn hãy ấn theo dõi để đón chờ các tập tiếp theo nhé.